như mẹ là con của ông trời hay sao á. Sao con lại nói thế? Vậy làm sao để biết mẹ là con của ai? Vậy mà khi nào mẹ gọi á, hãy nhắc mẹ thế này. Ngày hôm sau. Lại chơi game nữa. Mẹ đang định gọi ông trời nữa đúng không? Thì sao? Ba dặn khi nào mẹ gọi ông trời hãy nhắc mẹ câu này cho đúng. Tại sao? Thì con với ba đang cá cược xem ba của mẹ là ai. Đó là con muốn nha, đừng có hối hận đó. Ba ơi xuống mà xem, Khang nó chơi game nè. Đúng rồi đó mẹ. Giờ chị biết ba của mẹ là ai đúng không? Sao còn chơi game nữa không? Ba con xin lỗi, con biết lỗi rồi, sao con không chơi game nữa đâu. Chưa nha.